có va chạm gì chưa? Chưa. Có hôn chưa? Chưa. Vậy là còn Nguyên gì sâu đậm với nhau chưa? Dạ chưa chị. Hiểu từ Nguyên không? Dạ phải. Tưởng không hiểu tôi phải giải thích nữa. Rồi sau khi thưởng thức một miếng bia muốn xỉn rồi, bây giờ sẽ làm tốt nhiệm vụ mai mối của mình đây quý vị ơi. Bạn trai chờ Tường lâu không? Dạ không chị. Xin lỗi nha, tại hơi tham ăn hốt uống chút xíu cho nên là vô trễ 5 phút. Bây giờ Tường sẽ ra mời bạn gái vô để trò chuyện với em nha. Dạ. Rồi tới ghế rồi chị trai. Mời vào. Mời hai bạn có thể mở mặt nạ của mình ra. Chà, cái tướng hai ngày này sao thấy cao dữ vậy. Bạn nữ giới thiệu trước, mời em. Em xin chào chị Cát Tường. Em tên là Nguyễn Thụy Thiên Lý. Năm nay em được 26 tuổi. Quê quán của em là ở Bắc Giang. Và em sinh sống và làm việc tại Nhân Trạch Đồng Nai. Hiện nay là em đang theo nghề giáo viên mầm non. Mời em giới thiệu. Dạ, em tên là Vòng Phương, năm nay 26 tuổi. Quê em ở Đắk Nông. Hiện em làm việc ở Bình Dương. Là nhân viên khảo sát thị trường với chấm điểm, trưng bày. Vậy hai bạn có gần nhau không? Mình trao đổi thử coi. Hiện giờ là anh ở đâu? Hiện giờ ở Tân Nguyên, xã Khánh Bình, Tân Nguyên, huyện Bình Dương. Vậy là hơi xa chỗ em rồi, em ở Nhân Trạch Đồng Nai lận. Tầm 60 cây. Rồi đó, chạy có 1 tiếng đồng hồ chứ nhiêu, tiếng 15 phút chứ nhiêu gì đâu mà xa. Em đang sống ở Bình Dương đó là sống với ai? Dạ với anh chị. Ba mẹ ở đâu? Ba mẹ giờ đang ở Đắk Nông. Em có ngày nào tới Đồng Nai chơi chưa? Đồng Nai, Long Khánh là nhà của ông nội em ngoài đó. À vậy hả? Dạ em sinh ra Đồng Nai. Ủa sinh ra Đồng Nai kìa. Rồi giờ có hay về đó chơi không? Có về tại về đó tầm 70 cây. Vậy giờ nhà đó là ai ở? Dạ nhà đó giờ là chú. Chú với cô ở. Rồi ông nội có cháu đích tôn không? Cháu đích tôn là em. Trời ơi cháu đích tôn đó nha. Phải giỡn đâu nha. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì cơ? Dạ điểm mạnh của em là vui vẻ và dễ hòa đồng. Điểm yếu? Dạ điểm yếu của em thì đôi lúc thì em cũng nhát, hơi nhát, lười. Nếu là giống như là mình biết làm đó nhưng mà mình lười mình không có làm. Trời biết. Còn em điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em thì em cũng nấu ăn được. Còn việc nhà, tại nhà em là ba anh em trai hết nên việc nhà là em cũng có làm. Với lại là trước giờ em cũng đi, hồi đó em làm ở Bình Dương một mình, em cũng ở trọ mình cho nên nói chung việc gì, việc nhà là em làm được hết. Còn điểm yếu của em là cảm thấy là em hơi nhát, em dễ sai ai mà ví dụ sai sai em cũng làm. Ai sai cũng làm hết? Không, ví dụ như người thân, người quen gần gần đó sai em hay làm. Là dễ dụ lắm, nó ngọt nhờ. Ngọt là dụ là không làm nhờ thì giúp được em làm, còn không làm được thì em im thôi. Ví dụ như bạn gái giúp làm việc nhà, vợ kêu làm việc nhà giùm vợ, vợ mệt, đi làm về mệt quá rồi kêu em phụ giặt đồ hay là lau nhà gì đó, nấu ăn phụ em làm không? Đâu, cái đó em làm được mà. Tôi tưởng cháu đích tôn không biết làm gì hết, biết làm, phụ vợ, được nha. Em đến với chương trình em mong muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ, mẫu người bạn trai của em thì là cao 1m65. Em cao nhiêu? Dạ, trên 1m7 nhưng mà không biết 7 mấy. Em cao nhiêu? Dạ, em cao 1m60. Rồi, bên đây còn đòi yêu cầu gì nữa? Dạ, yêu cầu của em là phải biết hiếu thảo với lại bố mẹ. Với lại có trách nhiệm với lại cuộc sống của mình. Không cần phải là đẹp trai hay là như thế nào cho lắm. Hỏi được không? Hỏi nếu mà biết chia sẻ quan tâm hay là yêu thương bố mẹ mình thì dù hói hay là như thế nào thì cũng không sao cả. Bụng bự được không? Dạ được, không sao hết ạ. Ống nhòm ống nhách được không? Không sao ạ. Trời, tại vì miễn sao mà biết quan tâm và yêu thương và không có bị kiểu như là không có lãng trách nhiệm của mình đi. Cô gái trong này đóng trách nhiệm của mình là được. Không rồi. Có cần tiêu chí nhiều, chỉ cần yêu thương cổ, quan tâm đến những người xung quanh là được. Thế còn em tìm một người bạn gái như thế nào? Em thì em thích một bạn nữ là có một khuôn mặt tròn dễ thương thôi, chứ ngoài ra thì ví dụ như cao hay thấp em không quan trọng, em thích vậy. Ủa tại sao thích mặt tròn? Tròn nhìn dễ thương vậy. Kiểu như mặt chị vậy là mặt gì? Chị thì mặt vuông vuông. Vuông đâu mà vuông? Mặt có gì mà vuông? Mặt vuông dữ lắm không? Không, không đó không biết. Em tìm thử coi, chàng trai mà em mong muốn tìm kiếm nó có trong đâu đó không? 2, 4, 6 trong 8 cô gái này em lựa ra một cô. Họ có đoán ra được nhau không quý vị? Họ có lựa chọn ra được nhau không? Ủa sao em đoán là cô đó? Thì em nghĩ vậy tại chi chứ. Là em thích, em chấm đại phải không? Em cầm đi cưng. Chút xíu nữa chị mở cửa trái tim ra em coi em chấm trúng hay chấm sai nha. Sao tại sao em chọn anh đó? Em chọn lại thôi tại vì cũng dáng cao. Giữ nguyên nha. Để tay vô mặt anh đó nè. Bây giờ Tường sẽ mở ra. Ai mà sai Tường sẽ phạt nha quý vị nha. 1, 2, 3 mở cửa trái tim. Ai sẽ là
là người bị phạt. Sao? Em đúng không? Sao không đúng? Đúng rồi. Đây là không giống ạ. Ổng đó chứ còn ai nữa. Trời đất ơi, nó chọn đúng rồi mà còn hỏi không. Mở ra nhìn mà còn hỏi đúng không? Muốn bị phạt luôn hả? Rồi bây giờ này ảnh bị phạt nè. Vậy em muốn anh chị phạt ảnh gì đây? Em nhìn em biết cổ là ai chưa? Từ từ chứ. Trời ơi. Đây. Này phải em không? Mà hồi nãy cổ chọn cô này nè. Rồi là sai rồi đó. Giờ phạt gì đây? Đợi em cảm ơn anh. Hoa Lan, em cũng có món quà tặng anh. Có sức khỏe không? Ừ, có chơi thể thao gì có, không? Nhưng em thể thao không có chơi. Lúc trước em có đi tập lâu rồi, đi tập nhưng giờ không có làm. Cũng bự quá. Giờ thử 5 cái đi. Nhẹ nhàng, hình phạt nhẹ nhàng. Có 5 cái hít đất mà hít không nổi nữa hả? 1, trời ơi, chẹt cái tay chẹt lẹt vậy. 2, 3, 4, 5. Cái tội đoán trật. Đau lòng quá hả cưng? Dạ. Rồi về vị trí, cảm ơn em. Tình trường, cho em thở, nghỉ mệt chút, lắng nghe cổ nha. Dạ. Em trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, em trải qua 2 mối tình. 2 mối một tình. Mối tình là đơn phương. Và mối tình, một mối tình là cô ấy là làm trong công ty. Quen nhau được có đúng 2 tháng. Lý do sao chia tay? Lý do là không có hợp tính nhau. Bây giờ chị nghĩ là cái tình duyên của em nó cũng chưa có gì mặn mà. Dạ. Mới quen là mới chớm nở à. Có va chạm gì chưa? Dạ chưa. Có hôn chưa? Chưa. Vậy là còn nguyên. Mối tình trước là yêu đơn phương đúng không? Dạ đúng rồi. Còn mối tình này thì cách đây khoảng 6 năm rồi. Nhưng mà cũng chưa có gì mặn mà. Dạ. Hiểu cái từ nguyên không? Dạ tưởng nó không hiểu, tôi phải giải thích nữa. Thế còn em, tình trường em sao? Lúc em cách đây cũng 3 năm rồi. Có quen một người được hơn 1 năm. Bạn ấy nói là mẹ bạn ấy không đồng ý cái bạn ấy như vậy. Có mối tình nào sâu đậm chưa? Thì chỉ có một cái đó. Va chạm gì chưa? Cái gì sâu đậm với nhau chưa? Dạ chưa, chỉ có như là có nắm tay này nọ đi chơi vậy thôi. Dạ. Có hôn chưa? Hôn có. Hôn ở đâu? Hôn má. Hôn má thôi à? Dạ. Hôn môi chưa? Chưa. Biết hôn môi không? Có coi phim nhưng mà trên phim của Hàn Quốc nó có chiếu nhưng mà... Lúc mình thấy người ta hôn mình thấy trong người như thế nào? Chưa biết cảm giác nữa. Ủa mà tại sao quen bao lâu? Hơn năm. Hơn năm mà tại sao không hôn? Chắc không hôn người ta nên ta bỏ chứ gì? Không biết. Cái gì cũng không biết hết trơn vậy sao không đi? Cái đó thì không biết người ta nói sao nghe vậy thôi chứ. Trời hiền quá, thật thà quá à. Còn bây giờ quen nữa có hôn không? Quan trọng là bạn người ta có đồng ý không thôi chứ còn đó. Không, mình không làm sao mình biết ta đồng ý hay không. Mình phải nhào vô lúc nào tình cảm, chỗ nào không khí lãng mạn. Quen nhau hiểu nhau lâu rồi, chẳng lẽ bắt con gái người ta chủ động. Không khí nào lãng mạn thì mình hôn. Rồi mình hôn rồi, ví dụ như người ta không cho thì người ta đẩy mình ra. Và quá ai mà thô thiển lắm thì ta quýnh cho một cái thì cũng đâu có sao. Còn nếu mà người ta cho thì mình được hôn. Nếu mà chị thích anh nào nè, anh theo anh cua chị nè, chị thích ảnh nè, mà bây giờ đi chơi hoài đi mà cái anh không có làm gì mình, không nắm tay, không hôn luôn, bực bội trong người chứ. Ủa con này nó không thích mình hay sao vậy ta, hay nó bị đê sao nó không hôn mình? Hiểu ý chị nói không? Dạ hiểu. Mình phải mạnh dạn lên. Ví dụ mình tôn trọng bạn gái thì mình hỏi em cho anh hôn em nha. Thì ví dụ bạn gái mà không là có nghĩa là mạnh quá thì mình không dám, nhưng mà bạn gái cười là có nghĩa là người ta cho. Thí dụ bây giờ em nghĩ, nếu bây giờ mình yêu nhau nè, mình quen nhau bao lâu thì em sẽ xin cổ cho em hôn? Bao lâu? Thì em nghĩ sao? Em thích sao? Em nói đại đi. Theo em nghĩ là bao lâu? Theo em nghĩ thì chắc nếu như mà cảm thấy có tình cảm gì với nhau thì, chứ còn dụ như bao lâu thì nó không biết đường trả lời thì... Không biết đường trả lời. Dạ. Vậy là bây giờ là ông này ông nhát quá. Bên đây còn nguyên. Bên này đảm bảo nguyên luôn 100%. Còn nguyên đúng không? Còn nguyên đúng không? Dạ. Sao hiền quá vậy? 6 tuổi mà chưa biết hung, trời ơi đau đầu quá. Trời sao tôi mai mối mấy cặp đôi khó quá vậy. Thôi bây giờ về. Bây giờ mời các bạn ăn trưa đi. Ăn trưa cho thư giãn rồi chúng ta sẽ tâm sự tiếp nè. Chị Tường sẽ dành cho hai bạn ít phút riêng tư với nhau để trò chuyện. Nhiều khi có chị Tường đây hai bạn ngại. Ít phút thôi, vừa ăn vừa tâm sự. Mời hai bạn thưởng thức món súp hải sản rất đặc biệt của nhà hàng East West Brewing. Ít phút sau chị Tường sẽ quay trở lại trò chuyện cùng mình nha. Dạ. Tin lên, vừa ăn vừa tâm sự ga lăng lên. Có thể là mời cô ăn, qua đúc cô ăn cũng được nữa nha. Mời em ăn cơm. Dạ. Anh có thể nào mà ở rể được không ạ? Nói chung ở rể thì bởi vì biết sao, nhà anh thì ba anh em trai mà. Còn ví dụ ba đâu phải là có mình anh trai đâu. Nói chung đó vẫn bình thường.
Tại vì nghe nói là anh là cháu đích tôn ở trong nhà. Mình làm công việc gì ạ? Anh là nhân viên chấm điểm trưng bày với khảo sát thị trường. Rồi anh thấy em như thế nào? Cũng dễ thương. Còn tất cả ví dụ như cái gì thì mới tiếp xúc lần đầu anh nhìn nhận thì thấy khuôn mặt dễ thương thôi. Còn mấy kia chưa biết. Tại em nghe nói là anh thích cô gái khuôn mặt tròn. Nhưng mà em thì không có khuôn mặt tròn. Không, em thì cũng nhân viên. Nhưng mà em ăn cơm nè. Anh thì anh không biết nấu canh chua nhưng mà anh thích ăn nhất là cái món canh chua. Thế anh có biết nấu ăn không? Nói chung anh nấu mấy món mà nó chua cay như là bò. Bò thì thường anh làm á là anh có khóm với lại cà chua á. Rồi sau đó anh xào lên anh làm nước mắm chua ngọt riêng anh đổ vô. Cho nên món ăn của anh làm là anh nghĩ thôi, thích ăn sao nghĩ làm vậy thôi chứ. Thế anh có ăn hải sản không? Biết nấu không? Biết nấu không? Cái này thì anh chỉ là toàn những món ăn của anh là những món xào nè. Ví dụ như bò xào hoặc là này nọ xào thôi. Chứ còn ví dụ như cái này thì anh chưa có tham khảo. Tại vì em thì em không biết ăn hải sản. Em hỏi vậy thôi. Dạ. Lần đầu ăn vậy trước giờ anh đâu ăn kiểu này nhìn thấy là lạ. Một tuần anh đi làm mấy lần? Một tuần anh đi làm thông thường là... Nói chung cái công việc của anh là nó có dự án. Ví dụ như là cái dự án đó là mình làm xong mình nghỉ. Còn ví dụ như mình thích nghỉ thì mình nghỉ thôi. Nhưng mà cũng phải nói lại cấp trên một tiếng. Ví dụ như là bữa nay mình có việc mình đi đâu hay gì đó, mình nói cấp trên tiếng là mình nghỉ thôi chứ không có khó khăn gì. Đọc thì nhát lắm, tôi phải vô kiểm tra coi có nói chuyện được gì với nhau nhiều không. Ăn ngon không? Dạ ăn được. Đúng lắm. Quay hẹn ăn trưa là khi nào cũng được ăn hết trơn á. Thế thì theo em, nếu như mà nhìn quen nhau mình chờ được tới lúc đám cưới luôn rồi đó, thì đêm tân hôn mình làm gì? Thì đêm tân hôn thì nói chung cái chuyện đó thì phải đến mới biết. Còn này cái này không có nghĩ thôi, suy nghĩ không, thử cái luôn. Này nhưng mà nó tế nhị phải không? Sao tế nhị? Phải tưởng tượng ra mình mới biết lúc đó mình làm gì chứ, không thôi tới đó không biết làm gì rồi sao. Rủi như bữa nào tới đó đêm tân hôn cái mình không sắp xếp kế hoạch sẵn, rồi rủi mình lỡ quá chén mình nhậu xỉn vô mình ngủ luôn sao? Không, em nhậu, ví dụ có nhậu nhưng mà nhậu phải biết chứ chị. Như thấy mà mệt mệt phải trốn chứ lâu để mà nhậu xỉn rồi. Nhưng mà em có biết nghĩa vụ đêm tân hôn là mình phải làm gì không? Dạ biết chứ. Làm gì? Dạ thì cái cười trời. Tại bạn gái này cũng đâu biết, cả hai đều là những người chưa bao giờ yêu hết trơn thì chị phải hỏi chứ. Thì cái đó thì có nghe nhưng mà cũng có, nói chung là cũng có hiểu nhưng mà nó tế nhị quá. Có nghe có hiểu mà nói không dám nói nữa rồi biết làm không? Cái đó dạng như là nó thuộc dạng giống kiểu như là cái bản năng của mình là sao mà như bản năng thôi, tùy theo bản năng thôi chứ chị. Là chắc chắn phải biết. Dạ. Bản năng là tự nhiên trời sinh ra là phải biết. Chắc vậy á. Rồi thôi được rồi, hỏi cho vui, tại hai bạn nhát quá thôi, tôi ghẹo hai bạn thôi, chừng khán giả la tôi đó. Rồi bây giờ cho hai bạn chơi thêm một vài cái game nhỏ nhỏ để mình dạng dĩ hơn, mình hiểu nhau nhiều hơn nha. Rồi mời bạn gái bốc trước nè. Đọc lớn lên giùm chị Tường coi. Nói thật điểm bạn không thích ở đối phương. Rồi nói đi. Nói chung không thích ở đối phương là hung dữ quá. Này hả? Không, ý ông nói không thích ở đối phương. Úp đây nè, nhận xét cụ thể người này nè, hết hồn, tưởng tôi nói cổ dữ. Nãy giờ mình tiếp xúc nè, là... nhìn nè, bóc dáng, mắt mũi miệng tướng tá nè, nói chuyện nè, quan điểm nè, tất cả mọi thứ từ trong lẫn ngoài. Điều gì em không thích nhất ở cô gái này, phải nói thiệt nha. Em thấy, ví dụ như em thấy em thì hỏi thiệt là em hơi ốm thôi. Chứ không hơi chê nhưng mà nói thiệt là... Nhưng mà cái vấn đề mặt ốm thì em nói em không quan trọng, em thích là mặt tròn dễ thương. Ví dụ em nói thôi chứ còn em không quan trọng nữa. Nói chung là đốn em hơi ốm. Thì đàn ông ta thích cho đẩy đà chút cho nó về, cho nó mắng đẻ. Đẻ cho nhiều, muốn đẻ mấy con? Em nghĩ một con. Rồi giờ em chăm sóc sao cho cổ mập mập lên vài kg được không? Không, nếu này chăm sóc thì cái này ví dụ này muốn mập lên dễ mà chị. Sao dễ? Thì vẫn đi ăn thôi. Đúng thì vậy gọi là chăm sóc đó. Rồi bóc một lá đi nè. Dạ. Rồi đọc lớn lên cho tôi nghe coi. Cảm nhận thật lòng về người đối diện. Rồi tới phiên em đó. Dạ, thì thấy anh thật thà, với lại đôi lúc thì kiểu như thấy cũng hiền. Dạ. Và hỏi cái gì thì trả lời cái đấy thôi. Cũng chưa có bạo dạn cho lắm. Nhưng em có thích người như vậy không? Dạ thấy cũng được ạ.
hai bạn này dễ thương, cho thêm một cơ hội nữa để hiểu nhau nhiều hơn. Cảm nhận thật lòng của bạn về người đối diện. Không không, bây giờ ta ngược lại bên đây. Nói chung là thấy cảm nhận là thấy nói chung là mặt thì dễ thương, rồi tính cách thì nói chung là cũng hơi ít nói như em. Rồi hai bạn yêu nhau rồi đó, đi chơi hẹn hò rồi ai nói? Nói chung lúc đó sẽ tùy theo cái khung cảnh, cái nói chung cái môi trường như thế nào. Ví dụ nó mới có chuyện để nói, ví dụ như công viên thì nó thế nào nào, nói chung nó phải có cái chương trình mới có câu chuyện được, em nghĩ vậy. Tùy theo thời gian, không gian và bối cảnh đúng không? Dạ. Nói thực điểm bạn không thích ở đối phương. Trời, có hai nó hay vậy. Người hơi mập hơn em. Trời ơi, cái gì vậy cô? Cái này trả đũa nè. Người ta không thích mình hơi ốm, cái mình nói người ta hơi mập. Không, em tầm đâu có mập. 70kg à. Ông này nếu mà em nói mập là chuyện đồng ý. Muốn em không thích nhất trên là cái bụng anh hơi bự thì tôi đồng ý. Bụng em cũng vậy, bụng hơi bự thôi chứ cái người không có mập. Dạ, tại vì từ nãy chị nói là nếu mà con trai mà bụng bự thì được không, chịu không, thì cái đó là nên là em không có nói tới nữa. Chứ đâu có mập. Ảnh cao ráo mà. Không, tại vì mập hơn em. Mập hơn em mà em không thích hả? Thôi được rồi, bây giờ vậy thì cho hai bạn một cơ hội nữa. Giờ không có bóc bài gì nữa, bóc bài là mình chơi game thôi. Bây giờ thật sự trong lòng các bạn ngày hôm nay đến với chương trình, gặp chị Tường, gặp một người đối diện với mình như thế này, trò chuyện từ nãy đến giờ, mình hãy nói thật sự trong lòng mình, mình cảm nhận về đối phương ra sao. Anh có xác định là nói chung là anh sẽ, ví dụ như là người đối diện mà hợp thì anh chắc chắn anh sẽ có trách nhiệm. Như tất cả, ví dụ như những công việc nào hỗ trợ được, làm được anh sẽ làm. Sẽ nói chung là sẽ không để cho bên người đối diện thiệt thòi. Hát giao lưu cho vui đi. Tình hạt mưa rơi chi tách bên hiên nhà, lòng thầm mong một ánh mắt. Thôi em ngại quá. Hát lớn lên coi, tôi ngồi đây mà tôi không nghe được gì hết. Ví dụ như cao kê thì em hát được con này như... Thôi kệ đó, hát hoa hết đất nữa nha. Bây giờ một là bạn trai hát, hai là bạn gái hát cứu bồ, còn không tôi cho bạn trai hít đất nữa, mới ăn no hít ớt cho trào cơm no luôn. Em à, theo ngành này nhưng mà em không có khả năng để hát hay. Rồi không cần hát hay, miễn hát cứu bồ, cứu bạn trai được rồi, còn không tôi cho hít đất nè, lẹ nè, hết thời gian nè, đói bụng rồi nè. 2, 3. Giữa mênh mông hoa mặt trời, trải dài cuối chân đồi phía xa, ngồi bên anh mãi không rời. Cứu em mà không còn chịu vỗ tay nữa. Người ta cứu mình mà mình còn chịu vỗ tay nữa, thiệt tình. Bây giờ mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. À, một chút xíu nữa sau khi mà chị Tường đếm từ 1 đến 3 thì các bạn sẽ đưa ra cái quyết định của mình. Bấm là trao duyên cho người ta, mất cái duyên của nhau. Rồi, nhắm mắt lại đi hai bạn. 1 2 3 Rồi, chúc mừng hai bạn. Rồi, về đứng một phía đi nè. Nắm tay nhau đi hai bạn. Và hôm nay chính thức chúng ta là trở thành một cặp đôi tình nhân. Hy vọng rằng hai bạn sẽ tìm hiểu nhau thật là kỹ để sớm báo ngày có cái tin vui để báo cho chị Tường cũng như báo cho chương trình. Và một nụ hôn dành tặng cho nhau ngày hôm nay để kỷ niệm một ngày rất đẹp. Xin ta chưa? Rồi. Không đâu có xin gì đâu. Rồi là trời đó. Rồi mai mốt á, hung lên môi cũng xinh như vậy đó, hiểu không? Là cũng cái bạn cũng gật là hung, hiểu không? Dạ dạ. Phải xinh nhau. Dạ. Một tháng thôi nha, 3 tháng không xinh là người ta chia tay nữa đó. Rồi ông thở rồi, ông sắp xỉu rồi kìa. Không không dạ. Thôi được rồi, cảm ơn các bạn, chúc các bạn hạnh phúc nha, cố gắng lên nha cưng nha. Cảm ơn quý vị đã theo dõi nha. Và như vậy thì ngày hôm nay rất là may mắn, Tường cũng đã kết nối được cho hai bạn này rồi. Họ hơi nhát đúng không quý vị, nhưng mà rất dễ thương. Hy vọng rằng họ sẽ sớm tìm hiểu được nhau kỹ hơn, rồi sẽ cùng nhau về chung một nhà quý vị nhé. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình Hẹn Ăn Trưa. Chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ rất quen thuộc 10 giờ thứ 3, thứ 5, thứ 6 và thứ 7 hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và bây giờ Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại.